Hôm nay Sóc Tử sẽ cho các bạn biết là vào sửa chữa các loại gỗ và các loại máy móc mà Sóc Tử sẽ mai mốt cùng bà con chuyên thiết kế những loại gỗ bàn ăn phục vụ cho bà con. Kệ bàn ăn, bắt nhan, trần gỗ, hầm rượu, và hy vọng trong sắp tới bên em sẽ nhận và thi công những công trình, những ngôi nhà mới tại khu vực các khu quốc tế phường Tam Phước cũng như ở huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, và sẽ mang lại những giá trị sản phẩm các loại gỗ ngoại nhập, gỗ hợp pháp, và mang lại cho người dân những người dùng với chất lượng tốt nhất. Đây là cái loại gỗ mà bên em bắt đầu xẻ để về nhà phục vụ cho quê hương. Đây là một loại gỗ ván sồi của Mỹ. Ván sồi nó rất có nhiều loại, phát, quý, rất là nhiều loại ở các nước châu Âu ha. Và đây là những cái lóng mà sắp thực sự bị xẻ, và những cái thanh gỗ được xẻ ra tùy theo làm những cái bộ bàn ghế, bàn thờ để được xẻ ra nó chi tiết như thế nào thì em quay cho tất cả các bạn đang xem. Đây là một loại gỗ ván sồi đặc, tất cả là bằng tươi mà nó gần như là khô, nhưng mà khi xây chưa xong phải sấy và tẩm chống mối mọt. Đây là cái loại gỗ bành vừa rồi là 1 mét, nhưng chúng em sẽ cưa ra và nó được bao nhiêu ấm như thế này các anh chị biết không, tầm rất là to. Đây, dài tới tùy theo mức độ của cây 3 mét 4 mét 5 mét. Nào, chúng ta sẽ đo là 1 2 3, lấy cái 60 đến 70, và một cái thân cây như vậy xẻ ra rất là nhiều gỗ nha. Thì để đóng những cái bàn ăn, kệ sách, bàn thờ, những loại gỗ này rất là tốt nha các anh chị. Loại ván sồi, loại ván sồi, và sau đó là bắt đầu là định hình lại, dằn lại, sau đó là đi sấy ha. Thì sẽ theo mức độ của bên em là sẽ thi công, còn có những cái loại các loại kệ âm thanh hoặc là âm thanh audio làm cho phù hợp với những nơi ngôi nhà trưng bày, với đời sống không thể thiếu trong cuộc sống những ngôi nhà có kiến trúc hiện đại bây giờ, kết hợp với kiến trúc của châu Á và có những bản thiết kế độc đáo và lạ để phục vụ cho anh chị. Và những cái thân cây này là những cái dụng là như để làm bàn thờ cổ truyền tùy theo, hoặc là những bắt nhang, những cái cửa tiếng ra vào những nơi du lịch cửa sổ, những nơi tiếp khách. Những loại gỗ rất là chất lượng, sẽ mang lại cho anh chị rất là nhiều cái sản phẩm tốt trong tương lai sắp tới và lâu dài với thương hiệu Nhật Nam Phát, do đội ngũ thi công và thiết kế rất là sáng tạo, được làm việc với các nước có nhiều kinh nghiệm để mang lại những giá trị cho mọi người ha. Thì sợ gỗ xẻ ra bắt đầu chuẩn bị là tẩm sấy hết nha các anh chị, rất là nhiều để chuẩn bị mang vào máy sấy ha. Đây, hôm nay là chúng em đã có tại một xưởng cưa nhập gỗ nhập khẩu các nước trên thế giới, Ý, Pháp, Hy Lạp, Mỹ, Nhật, thì rất là nhiều cái sản phẩm để chúng ta chọn lựa theo cái ngôi nhà của mình, gõ rồi lim, xoài, vẹt rất là nhiều, rồi có cả tràm nữa. Đây là những loại gỗ này rất là đẹp, thì chúng ta có thể thi công những cái bắt nhan, những cái hầm rượu, những cái kệ sách và những nơi siêu thị, nơi trưng bày gốm sứ. Nói chung là bên em sẽ thi công và